không ngoa khi nói rằng, ngày nay để tìm được một công việc tốt phù hợp với năng lực của bản thân và có một môi trường làm việc tích cực vô cùng khó. Phỏng vấn giờ đây cũng không chỉ dựa vào bảng nữa, nhà tuyển dụng giờ đây còn xem xét trên nhiều yếu tố. Muốn vào được những công ty hàng đầu, đẹp thôi chưa đủ, bạn phải có thêm những điều kiện khác như S cao, tích cực sáng tạo, tính cách tốt. Quy trình phỏng vấn là một trong những giải pháp hiệu quả giúp nhà tuyển dụng xác định mức độ phù hợp của ứng viên với yêu cầu công việc và văn hóa công ty. Phân biệt rõ ràng giữa ứng viên tốt và tệ thật sự rất khó vì họ đều có những nét khác biệt, và để khắc phục tình trạng này nhiều nhà tuyển dụng đã đưa ra những tình huống đánh đố các ứng viên, nếu ai trả lời một cách thông minh người đó sẽ là người chiến thắng. Một nữ sinh vừa tốt nghiệp ra trường, có bằng thạc sĩ trong tay nhưng vẫn thất nghiệp dù đã gửi hồ sơ đến rất nhiều công ty. Trải qua nhiều vòng phỏng vấn nhưng bằng một cách nào đó vẫn trượt, lần này, nữ sinh viên rút ra một bài học nghiên cứu rất kỹ về công ty mà mình ứng tuyển. Mọi cách thức phỏng vấn và quy trình tuyển dụng đều được cô nghiên cứu kỹ càng thông qua nhiều nguồn. Do đã chuẩn bị kỹ càng trước về kiến thức chuyên môn cùng thông tin công ty, tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn liên quan, cô sinh viên đã thể hiện rất tốt trong nửa đầu cuộc phỏng vấn, thành công tiến vào vòng hỏi đáp cuối cùng. Ở trong vòng phỏng vấn cuối cùng gồm 4 ứng viên, không phải những câu hỏi mang tầm vóc vĩ mô, giám đốc bộ phận nhân sự bất ngờ đưa ra một câu hỏi khiến tất cả ứng viên đều ngỡ ngàng, nếu cho bạn 3 tỷ đồng để ngồi tù trong vòng 1 năm, liệu bạn có đồng ý hay không? Các bạn hãy cho tôi câu trả lời sau 3 phút cân nhắc. Mặc dù không ai kịp chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi này, mọi người vẫn nhanh chóng ổn định và chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Sau khi 3 phút nhanh chóng trôi qua, vị giám đốc quay lại phòng và yêu cầu từng người trả lời. Một cậu thanh niên nhanh chóng giơ tay đầu tiên. Cậu trả lời rằng, trước hết, tôi cho rằng câu hỏi này không thể thành lập dựa trên các điều kiện cơ bản. Dựa vào quy chế luật pháp hiện hành, sẽ chẳng có ai được phép bỏ ra 3 tỷ để nhờ người khác ngồi tù thay cả. Vì vậy, câu trả lời của tôi chính là không có câu trả lời cho tình huống giả lập sai lầm này. Vị giám đốc không nói gì mà chỉ cười. Thấy vậy, một cô gái khác lập tức đứng dậy và đưa ra câu trả lời khác. Số tiền 3 tỷ này thực ra có thể coi như một khoản lương ứng trước cho cả năm. Nếu coi đi tù là một công việc, một nhiệm vụ được cấp trên giao phó để hoàn thành, sau khi thực hiện tốt có thể nhận mức lương là 3 tỷ, vậy tôi nghĩ chẳng có lý do gì không chấp nhận nó cả. Liệu có bao nhiêu công việc trên đời này giúp chúng ta kiếm ra 3 tỷ chỉ trong một năm cơ chứ? Vị giám đốc lấy làm ngạc nhiên với cách tư duy của nữ ứng viên này. Lúc sau, một người đàn ông mặc vest công sở khác vô cùng tự tin nói ra, đầu tiên, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu và nhận lấy 3 tỷ đó, nhưng tôi sẽ không đi tù. Có 3 tỷ trong tay, tôi sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ, thậm chí là 1 tỷ rưỡi hoặc 2 tỷ để tìm một người khác sẵn sàng đi tù thay. Thế là mọi chuyện được giải quyết dễ dàng. Vị giám đốc nghe xong câu trả lời thì không ngừng tán dương năng lực phản ứng và sự linh hoạt của người đàn ông này. Cuối cùng, đến lượt nữ sinh viên nọ. Thật bất ngờ khi cô là người duy nhất từ chối thẳng thừng yêu cầu ấy, xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cách trao đổi này. Đầu tiên, không bàn đến vấn đề cả đời này tôi có kiếm nổi 3 tỷ đó hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng, người nào nên nhận chế tài của pháp luật thì bắt buộc phải nhận đủ mới thôi, người nào phải đi tù dù là 1 năm, hay chỉ 1 ngày, thì cũng bắt buộc phải tự mình ngồi tù theo đúng luật pháp. Việc dùng tiền để lách luật hoặc làm trái với pháp luật là một điều không thể chấp nhận. Tôi không cho rằng đồng tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề, kể cả những sai lầm không thể cứu vãn. Đã làm sai thì phải chấp nhận bị trừng phạt xác đáng. Sau khi nghe câu trả lời của cả 4 người, vị giám đốc suy nghĩ kỹ càng một hồi rồi đứng dậy bắt tay với nữ sinh viên. Ông tuyên bố rằng, xã hội bây giờ, mọi người ngày càng tài năng, nhưng cũng ngày càng đánh mất giới hạn và lòng tự trọng của chính mình. Trước thành nhân, sau mới thành tài. Một nhân viên chân chính mà chúng tôi cần tìm phải là người biết giữ lòng chính trực như cô gái này, có như vậy, họ mới trung thành và tận tâm cống hiến, không bị mua chuộc bởi tiền bạc mà làm ra hành vi bán đứng công ty.